Một. Em một. Một. Rồi. Từ thôi. Đây em trả lời đâu. Đây. Rồi. Mấy rồi? Ba. Bốn. Bốn. Năm. Năm. Sáu. Sáu. Bảy. Bảy. Tám. Tám. Chín. BBTV. Sẽ vẽ một ông mặt trời. Bây giờ mình sẽ vẽ cái quyển kem này. Mình dán vào đây, xong mình tô theo cái hình này kiểu gì? Chị ơi! Ôi! Chị cho em thú hoa cỏ kia đi. Thú hoa cỏ này á? Vâng. Chị lấy cho nha. Đây! Em xin. Ô sai rồi, lấy cho chị cái cục tẩy cái. Cục tẩy ở đâu hả chị? Ở trong cái kia. Đây. Đúng không? Đây, đúng không chị? Đúng rồi. Nhưng mà cái tẩy này khó tẩy thế nhỉ? Em sẽ vẽ hơi bao cổ ở đây. Vẽ kem nè. Cái tẩy này khó tẩy quá em ạ. Hai khó em. Tẩy à? Anh. Em chào anh. Hai em đang ngồi vẽ đó à? Vâng ạ. Đâu, cho anh xem cái nào. Đây, em đang vẽ chú hơ cao cổ anh ạ. Anh nhìn này, em đang vẽ quen kem. Ui, em bôi xó như vậy nhìn xấu lắm. Nhưng mà em vẽ sai, em tẩy nhưng mà cái tẩy này khó tẩy quá anh ạ. Thôi không sao. Đây, anh mua cho các em nè. Cái gì vậy anh? Một ít tẩy. Tẩy á? Ồ, chị ơi, nhiều chưa này? Nhiều quá. Wow, bạn em cảm ơn anh ạ. Ừ, hai em phải chia nhau nha. Vâng ạ. Chia cho đều đó. Vậy là các em từ nay là tha hồ mà vẽ nha. Không cần phải sợ là bị vẽ sai nữa đâu. Vâng ạ. Wow, nhiều quá. Thôi anh xuống dưới nhà dưới nha. Vâng. Chị ơi nhiều quá. Đây của em bây giờ em lấy tung này. Anh bảo là chia đều ra mà. Đây chia đây hả chị? Đây cũng phải chia nhưng mà chưa đều. Mình phải chia đều ra. Thế chia như nào là mới là đều hả chị? Bây giờ nhá, mình hai chị em thì mình phải chia thành hai phần bằng nhau. Hai phần bằng nhau á? Ừ. Nó ở đây này có một. Em để những cái nguyên còn ra đây, để ra đây. Đấy. Đây. Chưa? Đây luôn, lấy hết ra. Lấy hết ra chu và chia đều nhau chu. Anh đã bảo thế rồi mà. Đây, em cũng để ra đây. Đấy, nhá. Bây giờ mình sẽ chia đều chỗ này. Bây giờ chị lấy một cây là em lấy một cây nhá. Vâng ạ. Một túi này này. Một. Em một. Một. Rồi. Từ thôi. Đây em trả lời đâu. Đây. Rồi. Mấy rồi? Ba. Bốn. Bốn. Năm. Năm. Sáu. Sáu. Bảy. Bảy. Tám. Tám. Chín. Chín. Mười. Mười. Mười một. Mười một. Mười hai. Mười hai. Mười ba. Mười ba. Mười bốn. Cái này của em đây rồi. 14. Ở đây còn có 3 cây. Cái này của em còn dư 1 cây. Của em. Em lấy thì là chưa đều rồi. Thế như này thì làm sao mà đều đúng hả? Em đi hết đồ năm nữa hả chị? Thì bây giờ chị nói. Em lấy ít hơn. À, như thế thì làm gì đều được nữa. Thế thì bây giờ em đi. Bây giờ nhá, ở chỗ này là hai chị em mình chưa đều rồi. Còn một cây dư ra này là chị nhường em gái của chị. Đây. Chị không được đòi lại đâu đấy. Được rồi, chị không đòi lại đâu. Em cảm ơn chị. Bởi vì chị đã có rất là nhiều rồi, đẹp chưa này? Vâng ạ. Tha hồ mà tẩy luôn. Ủa, nhiều màu quá chị nhở? Đây nè. Màu nào cũng đẹp. À, đẹp chưa? Ui, còn có cái những cái hình ngũ nghĩnh gì này. Đây xem nào. Đấy. Đúng rồi. Ủa, màu này đẹp quá. Hồng đẹp quá này. Đẹp nhỏ. Em có màu hồng không? Em còn có màu hồng này. Đó là nhiều xanh màu này. Tím này. Wow. Bây được giờ bên sai không có gì luôn. Có rất là nhiều tẩy rồi. Chị ơi thử tẩy xem nào. À, để chị tẩy xem nhá. Em cũng thử vẽ em tẩy xem. Thế nào. À, dễ tẩy chị ạ. À. Không phải giống như cục tẩy lúc nãy đâu. Đúng rồi, cái này dễ tẩy lắm này. Như này. Vâng. Tẩy sạch luôn. Yeah, anh trai tâm lý chị nhỉ? Anh trai của hai chị em mình mà. Kiểu quá, em sẽ dán vào đây một chú cú mèo này. Đấy. Đâu? Đây. Đây là chú cú mèo. Chị ơi, này. Ôi, chú cú mèo này ngưỡng nghinh chưa? Ơ,
đúng chứ, cầm cái bánh sinh nhật này. Đúng rồi, để rất là nhiều tầng luôn. Đây, cho bạn này đến cùng đi. Ý chú. Chị ơi, nhìn bên tay người em này. Đâu? Đấy. Wow, mấy bạn này đang đứng ở đây để ngắm mặt trời đúng không? Vâng, wow, đây, mặt trời đẹp này. Đẹp quá. Đẹp nè, đẹp nè. Chị vẽ gì chưa? Chưa. Chưa vẽ được gì kìa. Nhưng mà bây giờ chị để cái bộ màu kia đâu nhở? Bộ màu nào hả? Cái bộ màu mà to to rất là nhiều màu ấy. À em biết, chị để ở gần giường ý. Chỗ nào? Đây, vào đây em lấy cho. Đây là lấy hộ chị cái. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của Bibi nhé. Hẹn gặp lại các bạn.